Shop Hà Phương xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay shop xin giới thiệu sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Tinh dầu thông đỏ Chen Sung Won 450mg 180 viên. Cây thông đỏ là loại cây quý giá được sử dụng hơn 4.000 năm trong việc điều trị 170 vấn đề sức khỏe. Ngày nay y học phát triển đã tinh chế ra viên tinh dầu thông đỏ siêu quý hiếm. Có hơn 5.000 hợp chất hữu cơ tự nhiên như chất khoáng, axit amin, phytoncin, v.v. Tinh dầu thông đỏ, chính phủ hỗ trợ cải thiện hầu hết các vấn đề sức khỏe hiện nay. Thứ nhất là có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ ung thư gan, vú, dạ dày, phổi, v.v. Cái thứ hai là hỗ trợ hiệu quả cho bệnh nhân tiểu đường. Thứ ba là hỗ trợ hiệu quả trong việc điều trị viêm xoang mãn tính, tai biến. Thứ tư là đào thải cholesterol trong gan, máu nhanh chóng. Thứ năm là hiệu quả loại trừ được độc tố cho người uống rượu bia nhiều, tác dụng hiệu quả trong xơ gan, bụng to. Sáu là có hiệu quả cao trong việc hỗ trợ điều trị yếu sinh lý, nâng cao sinh lực cho đàn ông. Bảy, bị nám da, sạm da do rối loạn nội tiết tố trong cơ thể. 8. Đặc biệt phụ nữ có vòng eo to lớn có thể sử dụng để giúp săn chắc và thon gọn trong thời gian ngắn. 9. Người gặp vấn đề tiêu hóa khó khăn do thiếu vận động đường ruột. 10. Người bị đau dây thần kinh. 11. Người bị tê liệt tay chân. Một ngày thì dùng từ 1 đến 2 viên tinh dầu thông đỏ thì giúp phòng mà chống đỡ được rất là nhiều bệnh tật. Đặc biệt là mỡ máu, tiểu đường, gút, tai biến, đột quỵ, men gan cao. Để mua tinh dầu thông đỏ Chen Sung Won của hãng Samsung Hàn Quốc, các bạn gọi điện đến số 0925 366 299 để được tư vấn và mua sản phẩm. Hoặc là vào Zalo của số 0925 366 299 để được tư vấn và mua sản phẩm. Một hộp tinh dầu thông đỏ chính phủ Chen Sung Won này là 180 viên, hàm lượng 450mg. Chúng ta uống ngày từ 1 đến 2 viên. Như vậy thì một hộp này chúng ta uống từ 3 đến 6 tháng. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ shop Hà Phương. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn.